Xin chào tất cả các bác, mừng xuân mới 2023. Thiên Hà Đeo đưa ra một chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho các bác yêu ca hát với một bộ dàn âm thanh rất cao cấp phục vụ cho nhu cầu ca hát và biểu diễn. À, chúng ta sẽ có đây là một bộ dàn có mức giá lên tới 230 triệu và mức giá Thiên Hà đang để cực kỳ tốt chỉ còn 160 triệu. Bộ dàn bao gồm tất cả các thiết bị như các bác đang nhìn thấy ở trên hình. Ngoài ra Thiên Hà Đeo sẽ tặng thêm một bộ quản lý nguồn để cho tất cả các thiết bị này có thể vận hành một cách an toàn và ổn định với điện lưới tại Việt Nam. Ngoài ra tặng tất cả toàn bộ dây dợ kết nối gồm dây loa này, dây tín hiệu, dây kết nối ra subwoofer và cả dây quang để kết nối từ TV vào. Và bây giờ xin mời các bác cùng tham khảo kỹ từng thiết bị. Das Audio là một thương hiệu nổi tiếng đến từ Tây Ban Nha, được thành lập vào những năm 1971. Tính đến nay thì họ đã có khoảng 51 năm kinh nghiệm làm âm thanh. Và các sản phẩm của Das Audio thì xuất hiện ở rất nhiều nơi trên thế giới. Và tại Việt Nam thì Das Audio cũng là một trong những thương hiệu được ưa thích À, khi mà các bác đi tham quan tại những công trình của Vin thì các bác sẽ thường thấy xuất hiện những cái thương hiệu của Das Audio và rất nhiều nơi khác nữa. À, das Audio thì có rất nhiều dòng sản phẩm để cho các à, à, dịch vụ khác nhau cũng như là các ứng dụng khác nhau từ trong nhà, ngoài trời, biểu diễn ca hát rồi hội trường phát biểu à, dùng cho tất cả các mục đích khác nhau đều có những sản phẩm phù hợp. Và đây là những sản phẩm mà chuyên cho phần biểu diễn ca hát. À, chúng ta có thể sử dụng nó để biểu diễn âm thanh, có thể sử dụng để cho những căn phòng giải trí hay là có thể sử dụng trong những hội trường và nếu ca hát tại gia thì những sản phẩm này cực kỳ là tốt. À, phải nói rằng những sản phẩm của đáp được à, làm và hoàn thiện tại à, Tây Ban Nha, Nó là một ưu điểm rất lớn trong cái thị trường âm thanh à, hiện tại. À, đây là mặt sau của loa VanTech 12 nó thuộc dòng, dòng loa VanTech series thì mọi người có thể thấy rằng à, đây có dòng chữ là Made in Spain, nó được sản xuất tại à, ở Tây Ban Nha và trụ sở của hãng thì đặt tại thành phố Valencia à, với cái dòng Vantech 12 này thì đây là một cái dòng loa công suất lớn nó có mức công suất danh định à, liên tục là 500w công suất lập trình là 1.000w và công suất peak power thì nó gấp 4 lần tức là nó sẽ là 500 x 4 là 2.000w nó có thể chịu đựng được những cái mức độ công suất cũng như là phát ra những cái cường độ âm thanh rất là lớn lên tới khoảng 134-135db ở khoảng cách 1m vì vậy nó có thể có độ lan tỏa âm thanh rất lớn và có thể chịu đựng cực kỳ tốt cho những nhu cầu hát kể cả âm lượng rất lớn và đây là dòng loa có cái giải tần đáp ứng xuống sâu nhất là 65 Hz ở mức trừ 10 dB lên tới cao nhất là 20 kHz và đương nhiên chúng ta vẫn cần sử dụng thêm những chiếc subwoofer đôi loa vantech 12 này sẽ được sử dụng để làm loa front tức là loa chúng ta sẽ để phía đằng trước với những gian phòng lớn thì chúng ta sẽ có thể cân nhắc sử dụng thêm một cái đôi loa nhỏ hơn để ở phía sau thì thiên nào điêu kiến nghị chúng ta sẽ sử dụng thêm cái dòng cũng là Dash Audio đó là dòng mà Action 500 series đây là Dash 508 với dòng 508 này thì nó có cái đáp tuyến tần số là từ 76Hz cho tới 20kHz mức công suất thực danh định là 150W công suất lập trình là 300W và mức công suất peak power của nó cũng lên tới là 600W vì vậy nó sẽ lấp đầy những cái khoảng trống âm thanh còn lại ở cái khoảng cuối căn phòng giúp cho chúng ta có được một cái bầu không gian trình diễn nó có thể len lỏi được khắp mọi nơi chúng ta dù ngồi ở bất cứ chỗ nào thì đều có được âm thanh lan tỏa là tương đương nhau và cái dòng sản phẩm này cũng được sản xuất tại tây ban nha à, tất cả những cái phần gỗ này đều được hãng gia công rất là chuẩn và dùng cái ván ép bạch dương họ sẽ sử dụng những cái driver ví dụ như là driver woofer của cái dòng Vantech 12 này thì là driver 12 inch ở kích thước rất là lớn, đấy 30 cm. Rồi và chúng ta sẽ có những cái đường kính nhỏ hơn ví dụ như là 8 inch chẳng hạn. Đây 8 inch nó sẽ khoảng 25 cm cho những cái dòng loa nhỏ hơn. Họ thường hay sử dụng những cái cấu hình là tweeter được đặt ở trong những họng kèn thì với cái cấu hình của họng kèn này nó sẽ cho được cái góc lan tỏa âm thanh theo chiều ngang là 90 độ và theo chiều dọc là khoảng từ 50 đến 60 độ. Như vậy là nó có được cái góc tỏa âm cũng rất là lớn. Những cái loa này chúng ta có thể treo lên trên hoặc chúng ta có thể để lên kệ hoặc chúng ta có thể mua những cái chân loa chuyên dụng như như này, dạng cọc để chúng ta cắm lên để có được cái độ lan tỏa cũng như là trình diện tốt nhất. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đến với giải pháp tiếng trầm không thể thiếu được của những cái bộ dàn âm thanh biểu diễn chuyên nghiệp, đó chính là một chiếc subwoofer. Đây là một chiếc subwoofer hơi, tức là bên trong này nó không có công suất. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ phải sử dụng thêm cái bộ công suất rời bên ngoài. Đây là một chiếc subwoofer rất lớn đến từ cũng là Dash Audio và nó cũng được sản xuất tại Tây Ban Nha. Nó có cái đường kính của cái củ loa trầm lên tới là 18 inch, tức là nó sẽ quy ra vào khoảng hơn 45 cm, một cái đường kính rất là lớn. Với một cái subwoofer đồ sộ như thế này, nó cho ra cái âm trầm xuống sâu nhất là 33 Hz ở mức trừ 10 dB. Và mức công suất chịu đựng của chiếc sofa này cũng rất là ấn tượng à, Nó có mức công suất chịu đựng liên tục danh định là 600W Và mức chịu đựng đỉnh điểm thì gấp 4 lần lên tới là 2400W Vì vậy mà thêm một chiếc sofa này vào Nó sẽ cho được cái giải trầm sâu, mạnh, nghe rất lực, tiếng chắc Và cộng với cả cái hệ thống 4 loa này và một cái subwoofer nó có thể uh, uh, trình diễn âm thanh lấp đầy trong những không gian rất là rộng Có thể lên tới 50, 60 mét hoặc thậm chí là hơn nữa Và khi sử dụng trong phòng nhỏ thì chúng ta sẽ uh, kiến nghị sử dụng trong phòng dao động khoảng từ 30 mét vuông trở lên Để có được cái hiệu suất trình diễn âm thanh tốt nhất Rồi chúng ta sẽ đến với cái phần hệ thống uh, khuếch đại với những cái cục power và chúng ta sẽ sử dụng cái Power AAP Audio với cái mã là STD8002 Đây là một cái bộ Power âm ly tức là gọi là cục đẩy Nó có mức công suất cũng rất là lớn lên tới 800W x 2 ở trở kháng 8 ohm Nó sẽ được sử dụng trong cấu hình này để kéo riêng cái chiếc subwoofer DAS 18 này à, Như vậy là nó sẽ đưa ra mức công suất lên tới 800W vào cái chiếc subwoofer này Hoàn toàn rất thoải mái và dư thừa Và kể cả cho những cái không gian lớn hơn nữa mà về sau mọi người muốn tăng cường thêm tiếng trầm có thể mua thêm một cái subwoofer như thế này thì vẫn tiếp tục sử dụng cái cái âm ly này để để kéo vì âm ly này là đánh được ra hai kênh. Rồi, chúng ta sẽ chuyển xuống cái âm ly công suất ở phía dưới có tên là AAP Audio STD 1000 và có cái số 4 ở đằng sau. À, đây là một cái cục phao có công suất rất là khủng, nó lên tới là 1000W nhân 4 kênh ở trở kháng 8 ohm. Và vì vậy mà nó được uh, sử dụng ở trong cấu hình này để kéo hệ thống bốn cái loa bass mà Hải Sơn đã giới thiệu. Đấy và nó có khả năng kéo thì cực kỳ tốt và dư thừa, thoải mái đem đến hiệu suất âm thanh là tối đa và chúng ta có thể trình diễn âm thanh lớn trong thời gian dài, ca KH rất là thoải mái. À, cũng không thể uh, bỏ qua được một cái thành phần vô cùng quan trọng mà muốn KH thì phải có đó là một bộ mixer kỹ thuật số cao cấp đến từ thương hiệu AAP Audio luôn. Đó là bộ mixer có tên mã là k chín Max 2. Đây là bộ mixer có thể gọi là cao cấp nhất hiện nay của thương hiệu AP Audio. Nó có tất cả các tính năng hiện đại nhất và ngoài ra nó có cái giao diện sử dụng thì vô cùng là thân thiện với một màn hình LCD cảm ứng ở phía trước. Màn hình LCD này các bác sẽ nhìn thấy nó có độ sáng rất cao, các cái điểm ảnh được hiển thị trông vô cùng rõ ràng và sắc nét và ngoài ra nó là cảm ứng hoàn toàn 100% cho nên chúng ta có thể điều khiển bằng cách chạm nhẹ tay vào và và chúng ta sẽ điều chỉnh mọi cái thông số ở đây một cách rất là dễ dàng và có thêm cả cái núm vặn volume ở đây. Đấy, effect chúng ta sẽ chỉnh xong rồi chúng ta sẽ chỉ việc vặn lên số như thế này thôi. À, cái chiếc uh, mixer này chúng ta sẽ dùng để kết nối tín hiệu cho tất cả các cái um, từ bao chúng ta sẽ kết nối vào cái bộ mixer này và chúng ta sẽ phân các cái điểm cắt tần như vậy là chúng ta có thể cắt được các cái điểm cắt tần số phù hợp cho từ loa chính này, loa đằng sau này, cho loa subwoofer và chúng ta có thể kết nối máy tính vào đây nữa để chúng ta có thể chỉnh được cái phần equalizer, uh, phần equalizer được chỉnh vô cùng là chi tiết. Như vậy là chúng ta có những căn phòng khác nhau với những cái âm học khác nhau thì đều có thể điều chỉnh lại để sao cho nó tối ưu và nó hay nhất. Rồi và các cái chế độ hát thì sẽ được cài đặt vào và sau này chúng ta chỉ việc hát một cách rất là dễ dàng thôi. Uh, nói chung là có rất nhiều tính năng AP Audio K99 Max 2 thì chúng ta có thể kết nối thẳng bluetooth từ điện thoại tới cái AP Audio này để chúng ta có thể hát thẳng từ điện thoại. Ngoài ra thì nó cũng có giải mã phía bên trong, chúng ta sẽ kết nối cái dây quang từ TV vào AP Audio K99 Max 2 để ca hát thẳng luôn trên YouTube mà có thể thậm chí là không cần sử dụng thêm các cái đầu karaoke bên ngoài. Tiếp tục để đồng bộ với bộ sản phẩm cao cấp này, chúng ta sẽ sử dụng AP Audio M8 Max 2, đây là một bộ à, gọi là micro không dây. À, chúng ta sẽ có một bộ là hai micro và một cái thiết bị gọi là à, nhận tín hiệu, phát tín hiệu. Đấy như vậy là chúng ta có thể có được cái khả năng truyền dẫn rất là xa cho nên là các bác sử dụng trong những gian phòng lớn, ví dụ là 50, 60 m, 80 m thì sẽ có được cái chất lượng à, à, hát rất là ổn định cũng như là cái giọng hát sẽ được bắt sáng, rõ, nhẹ hơi à, tiếng hát thì nó thoát và nó lực. Chúng ta có thể hát lên cao độ mà không hề bị rè hay là bị vỡ tiếng đấy là cái ưu điểm rất là lớn của những cái thiết bị này khi nó đi tổng thể với nhau và để cái bộ già này được hoạt động một cách ổn định nhất, an toàn thì thế nào Trong cái giá khuyến mại từ 230 triệu xuống còn 160 triệu thì tặng thêm cho tất cả mọi người một bộ quản lý nguồn. Thì ở đây chúng ta sẽ kết nối tất cả các cái nguồn cắm vào cái bộ quản lý nguồn này và khi chúng ta bật lên thì tất cả các thiết bị sẽ được bật lên đồng thời và khi tắt đi thì nó cũng sẽ tắt nó sẽ rất là an toàn và có cái hiển thị cái Vôn. Đấy. Yeah. Và bộ dàn này thì Hải Sơn nhắc lại đang có mức giá rất tốt là từ 230 triệu xuống còn 160 triệu và được tặng rất nhiều thành phần cũng như sẽ có kỹ thuật viên của Thiên Hà đến nhà tất cả các bác để lắp đặt, chỉnh, setup sao cho đến khi nào nghe vừa tay thì thôi. Mọi người có thể qua Thiên Hà để trực tiếp tham khảo và nghe thử bộ dàn này. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.